Ok, chào mừng các bạn trên channel Mega DRT. Như kiếp video mình mà chia sẻ những dự định tiếp theo khoảng 3 ngày trước, thì hôm nay là mình sẽ làm đúng như là hứa của mình đó. Ở trên video đó là làm một cái video về một con game rất là tuổi thơ. Nó rất là tuổi thơ cho các bạn, đặc biệt cái thời 89 ấy mình đây. À, cái thời mà AK4 á, AK4 rồi nói chung là AK4 á. Và thời đó là rất nhiều máy tính nhóc á. Cái máy tính nhóc mình trẻ trâu nhưng mà thời lúc đó thì cũng chơi cái trò này nói chung cũng rất là lâu. Một cái game rất tuổi thơ. Đó là cái trò mang tên là đấu thần thú, hay gọi là mang tên là Bloody Roar. Là cái con game nó rất là tuổi thơ đó các bạn luôn. Đặc biệt là mình á, lúc đó là mình chơi á, nói chung hơi là ghiền trò đó luôn á. Là nhưng mà hiện tại á, là do trước đây á, là do không có máy vi tính á, cho nên mình không chơi cũng như là quay cho các bạn xem được. Còn bây giờ á, thì mình cũng đã laptop rồi. Đã có một cái là mình có một cái video mà review một cái chiếc laptop á, nhưng mà do cái vấn đề wifi cho nên mình đã xóa cái video đó mất tiêu rồi. Đó thì chút bây giờ là mình sẽ làm một cái video chơi trò đó, cũng như là hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Tại vì đang là hè rồi, hè không có chơi xả láng thôi, đùa thôi. Tại vì bây giờ là chuẩn bị hè này á, rồi sang năm sau là 12 là mình chuẩn bị tham gia cái dự cuộc thi trung học phổ thông quốc gia rồi. Đó, cho nên cái đó là kỳ thi rất quan trọng, cho nên thời gian cái lúc mà chuẩn bị đi thi, mình nghĩ là chắc chắn mình sẽ ra không ra video trong thời gian đó để mình chu toàn cho toàn bộ cái chuyện học và cái ôn thi đó. Bây giờ mình không nói nhiều, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lấy laptop ra chơi thôi. Đó là chưa biết những cái laptop của mình đó thì đây cái laptop của mình đây, cái laptop của mình đây. Đấy. Windows 10. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái laptop này để mình chơi. Đó. Trước khi mình chơi trò này thì nhớ bạn nào thấy hay á thì để lại cho mình một like cho video, share video này cho các bạn về xung quanh mình biết và xem, và subscribe kênh, đồng thời ấn chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới cho kênh của mình nha. Đồng thời là cả hai kênh kia luôn. Còn cái kênh thứ hai á thì mình đã nói video trước rồi, luôn không nhắc lại nữa, mình nhắc cũng hơi là nhiều thôi. Ok, bây giờ mình không nói nhiều, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào trong game chơi nha. Đó, và đặc biệt hơn là mình chơi á thì mình sẽ cần kèm theo cái tai nghe này nha. Tai nghe này mình đã đặt trên Shopee á, thì nếu mà bạn nào có nhu cầu á thì mình có thể để mình sẽ để cái link mua tai nghe này cho bạn nào mà có nhu cầu mà chơi game mà cũng như là để trong im lặng á, chơi cũng như có cảm giác mà kiểu như trong thế giới ảo, thế giới game á, mà các bạn nào mà muốn kiểu như có cảm giác là giờ vô mod đây á thì các bạn xài tai nghe này cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên chỉnh âm lượng này nhỏ thôi, tại vì cái này nó ám sát vô cái tai rồi nên nó cũng hay làm tổn hại cái thính giác của các bạn, cho nên đeo cái này ít thôi, cũng đeo nhiều mất công mà mình nghĩ là điếc nữa, mệt lắm. Còn bây giờ không nói nhiều, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game tuổi thơ, họ bắt đầu làm lại tuổi thơ của mình hồi trẻ trâu nha. A few moments later. Ok, giờ mình bắt đầu vào trong game rồi. Hiện tại là mình chuẩn bị vào trong game tuổi thơ chúng ta. Còn phần ta nghe là do đang hấp biến cho nên mà không có đeo nghe được tại nó đang hấp biến á. Ok, tạm thời mình cứ chơi mình luôn thôi. Mình đang chuẩn bị chờ để lên vào trong game nè. Mình sẽ chơi thật nhanh, tại vì mình cái laptop mình đang chuẩn bị hấp biến á, nên mình phải chơi thật nhanh. Bloody Roar 2. Ngày hôm qua mình chỉ cho các bạn quay về tuổi thơ một chút thôi. Đấy. Và đây một đống nhân vật tuổi thơ đây. Đấy. Nói chung hồi đó là trai thì nhìn cũng ngán lắm, nhưng mà chỉ có riêng cái này là đồ to cái loại hình bắt lưỡi nhất trong toàn một nhân vật đây. Giờ mình sẽ lựa nhân vật cụ thể nha. Chọn đây là đông nha.
Nói chung là ở đây á, thì có cái chạy khốn như mình á. Chứ như lông ở đây á là con hổ ơi, con hổ. Còn bên đối thủ mình là Rico là mèo. Đấy. Get ready. Còn nếu mà đánh á, thì đánh và đá thì các bạn dùng phím xé với phím X nha. Xé là đá, còn X là đánh. Dùng phím mà di chuyển á là đi lên đi xuống, rồi đi tới đi lui. Đây là những phím mà để mình tấn công á. Còn biến quỷ thú á. Bóng phim F. Đấy, quỷ thành thú là con phim của thành thú luôn. Đấy, mình cứ đánh khí thế vào. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. What the hell? Rồi sắp giờ rồi các bạn ơi. Sắp giờ rồi. Hết giờ rồi. À nếu mà hết giờ mà ai mà có những món giống là người đó thắng nha các bạn. Đấy, đó là lý do tại sao mình thắng. Mình nói thua. Đấy, mình sẽ chơi thằng này nữa thôi. Tại mấy cái laptop mình sắp pin rồi. Ảo chó, xe ảo chó. Mình sẽ chơi này nha. Get ready. Nếu các bạn bấm phím S liên tục á thì ra những cái đòn tấn công mà dùng bóng vốn là chính, dùng bóng vốn mà đánh á. Get ready. Tuổi thơ chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm dừng nha. Đấy. Đó tất cả những gì mình muốn cho các bạn xem thôi. Tại vì laptop bây giờ nó đang rất là pin bây giờ nên rất là yếu cho mình không có quay nhiều được. Đó là những gì mình muốn cho các bạn xem thôi. Đó, thật sự là mình muốn chơi tiếp nhưng mà nó lại nhưng mà mình hết pin rồi cho nên mình không thể quay thêm được cho các bạn xem nữa. Và đó là tất cả những gì mình muốn cho các bạn xem về tuổi thơ một chút thôi. Thật sự là cái mình muốn quay video này lâu hơn nhưng mà laptop mình đang pin yếu cho nên mình không có quay tiếp được. Đó là những gì mình muốn cho các bạn xem về tuổi thơ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu bạn nào thấy hay á thì để lại một like bình luận. Mà gì một like phía phần mô tả và cũng như là comment dưới phần bình luận và nhớ share video này cho bạn khác cùng xem và subscribe kênh, đồng thời ấn nút chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới về kênh của mình nha. Và sắp tới là mình sẽ ra một cái video nói chung là thử thách khá là đông, mình chưa ra thử thách nha. Thì mình mong các bạn sẽ đón tiếp video này một cách đồng nhiệt nhất nha. Ok, đó là những gì mình muốn nói thôi. Ok, cảm ơn các bạn nha. We'll be right back.